Xin chào quý vị các bạn nha. Hiện tại là Sài Gòn đang có mặt ở bên Tráng Trộn của Diva Cathy nè. Hôm nay mình thông báo với bạn là có thêm một cái xe phá lấu bò. Và bây giờ thì lấy thẻ rồi bạn ơi. Có người giữ xe rồi. Và không còn lộn xộn như lúc trước nữa. Đây các bạn coi nè. Đây bạn ơi. Giờ ở đây có khoảng 3 người giữ xe. Vé xe đây là 3.000. 3.000 lên lượt hả chú? Đây là 3.000 trên một lượt nha mọi người. Mọi người đến ăn uống thoải mái luôn, không chợ mất xe ha. Đây. 3.000 đồng trên một lượt. Tư trang được tự giữ nha. Đây mọi người. Mình vô ăn uống ở đây là thoải mái, không sợ mất xe ha. Rất là đã nha. Phá lấu bò. Bên dưới kia thì anh Khoa bán cá viên chiên. Trên đây là chị gái bán cá lấu bò. Ở đây bây giờ mọi người đến rất là đông luôn đây. Nhìn cái bãi giữ xe này giữ rất là nhiều xe nha mọi người. Thấy vậy chứ là giữ rất là nhiều xe đó. Trên này là không sợ mất xe nè ha. Đây phá lấu bò. Này mình bán lòng hay là cái gì chị? Dạ. Lòng bò hay là cái gì? À lòng bò, phá lấu lòng bò nha các bạn. Nhà mình cũng gần đây luôn phải không? Mà sao chị biết ở đây chị bán vậy? Rồi. Nhà chị cũng gần đây các bạn ơi. 20.000 một chén phá lấu lòng bò. Đây giờ sắp ghế, bàn ghế đầy đủ rồi bạn ơi. Chỉ ngồi đây là uống luôn ha. Có anh Hồ tài trợ luôn. Đây. Để một xíu nữa mình sẽ phỏng vấn anh Hồ để cho các bạn biết là như thế nào nha mọi người. Rất là nhiều bạn giới trẻ nè tới đây mua bánh tráng Diva Cathy. Mình đi xuống đây coi anh Khoa ha. Giờ nắng quá ngồi ngoài cũng khó khăn nữa mọi người. Khoa ơi. Khoa ơi. Xuất hiện thêm phá lấu bò lòng bò nữa kìa. Bữa nay anh thấy nhộn nhịp không? Nhộn nhịp gần như là cái hội chợ luôn rồi đó. Còn thêm cái kêu lô tô nữa. Có chứ. Sỉnh chạy nhà. Chạy từ từ về. Rồi hôm qua uống bia. Bạn ơi. Bên đây có cá viên chiên, đầu chiên và có cả thêm phá lấu lòng bò. Rồi chút nữa em gái kia bán bánh lăng, rồi tùm lum đủ thứ, có bắp nướng nữa. Ôi còn một số xe để ngoài nè. Mua về, khách mua về là để ngoài, còn mà khách lại ăn uống ngồi đó là gửi xe. Cũng rất là tiện ha. Chị gái mình đâu lên đây? Dạ em ở quận 8. Quận 8 à? Dạ. Ơi sao có cái đồ pháp rap food nữa nè? Dạ của anh đó. Anh chở đi ha. Hai dì cháu là đi ra. Hai dì cháu đi ra. Chị lần đầu tới đây luôn rồi. Dạ em tới mấy lần rồi. Mua bánh chén được lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa lần nào lại cũng đông á. Bởi vậy chị đi. Thì đi sớm vậy là đúng rồi đó. Mà lát phải đứng xếp hàng nữa nha. Để không được á. Đông lắm. Mặc dầu là em tới trước nhưng mà em phải xếp hàng á. Không xếp hàng là không mua được đâu. Là sẽ bị lỗi hẹn thêm lần nữa. Ở đây đông lắm. Ủa mà chị xem từ đâu chị biết chị đi ba bán đây? Dạ trên TikTok nào, Facebook. Vậy là mình có coi hết trơn phải không? Còn hay ha. Cập nhật liên tục luôn về cách thi luôn. Ủa chị ở gần đây không chị?
em ở quận 6. Ở quận 6 hả chị? Quận 8. À quận 8. Vui. Wow. Anh ráp chợ đi, chị đi hay sao? Dạ nó đó. À. Nắng quá cho nên phải đi ráp. Chị hồi nãy mình thấy vô tưởng chở bạn trai chở đi. Bé trai này nói chị giống người Mỹ. Mắc cỡ che mặt. Thiệt á, giống người Mỹ thiệt á chị. Mắc cỡ che mặt đấy. Giờ ở đây rất là đông nha các bạn, quá trời luôn. Chưa kịp làm để lát tối gửi cho. Cái cùi xe. Có thử cái cùi xe cả. Giữ xe gắn máy. Đây là cái cùi giữ xe gắn máy đây các bạn ơi. Có số phiếu số thứ tự luôn ha. Vé là 3.000 còn đỡ hơn là mình không có ai coi chừng á, giữ thì nó sẽ mất xe các bạn ơi. 3.000 cũng rất là xứng đáng. Bãi đây rất là rộng luôn. Này gỡ chắc cũng 200 xe ha. Dữ lắm ạ. Đây các bạn ơi. Bây giờ là tập trung mình đếm thử khoảng cũng vài chục chiếc rồi đó. Đại diện đi mua. Mình xếp hàng nữa. Cái là đánh vòng lại xếp hàng. Một cái hàng là đã chết rồi, tiếp hai hàng nữa là chết luôn. Không bây giờ tới lát nữa xếp còn đỡ chứ. Tối chứ, còn tối chưa đâu. Ra kìa. Em chị Cát Thi ra em rồi. Em gái nè. Ủa em tên gì đó chị xưng hô? Dạ em tên Gia. Hả? Dạ. Dạ. Kìa lại mua đi. Dạ. Em đi lại đi. Mọi người bây giờ là em sẽ theo chân em gái nha. Chị Cát Thi mới vừa ra các bạn ơi. Chú bóp cái cù lặng đó coi. Đúng qua mọi người. Anh cho em để đây nha mọi người nha. Đây mọi người ơi, cho em buồn quá trời tới mọi người. Để em sợ mọi người nắng để đi. Thì chị Cát Thi mới vừa ra thì rất là nhiều người buôn tới. Chị biết em. Anh bước chú em mà em vậy. Anh bước cái cù lặng em tụt cái chết. Ấy. Trời ơi, còn nguyên luôn. Biết khi thay đó. Anh đụng. Anh đụng cái cù lặng tôi luôn. Cha được ghê gớm quá. Kết rồi. Anh đứng rồi. Kết rồi. Thích đứng trước được không? Trời mọi người ơi, giống như mình bây giờ mình chuẩn bị. Không cần người ta miếng nắng. Cái tiền này cho thôi. Đi qua đây nè em. Cái gì con? Hết rồi, hết chiếc cái gì vậy? Cái gì con? Giờ bà đang phát bán rồi, bà đang phát bánh để bán rồi. Giờ mọi người đang đứng rất đông mà chưa có vô hàng gì cả. Cái gì thi gì đó nó bán tôi không lấy tiền, tôi bãi không lấy tiền nha. Của em. Là sao? Tôi giỡn nó cái nó không lấy tiền. À giờ hả? Còn anh em lấy gấp đôi. Trời ơi. Em hủ lị cái chén. Cái lại quá đi phóng lực em ha. Cái chén. Qua Thái Lan đi. Cái chén. Mọi người ơi. Mọi người. Cái chén có bộ của thằng Sùng không mấy. Cái chén. Chắc cho mọi người đứng đây xuất hàng đứng đây quá. Rất là đông nha mọi người. Chú hỏi mình mua tự chọn nhà luôn ha. Chú hỏi anh chạy chọn kim cương nghe anh em cẩn thận củi lửa coi chừng móc túi. Mình mua về mình tự chọn nhà luôn, khỏi chọn đây.
trời, cái thuê bán nhiều quá đi không hả? Cái cù lẳng quá lớn nè. Mở khói khen ra đi anh. Mở khói khen ra cho mọi người thấy. Thôi cũng được. Mình có khói không mở đẹp trai quá. Rất đồng. Nó xin số sao. Không được. Không chưa anh đừng có quyền, anh đâu muốn đụng đồ của em được. Dạ. Không không đừng đụng đồ em. Đi ra, đi ra để em giải quyết cho. Trời tôi đứng 2 tiếng rồi, bán tôi đi. Trời em đứng đâu? Ê, tôi đứng đâu? Chị Hùng mê gái chị Hùng. Nó nghe nè. Chỉ ra ra cái miếu đó đứng đi. Em có mua không? Đó nè cái mặt nè quay đi. Rồi. Học sinh nghiêm. Nghiêm. Chào cơ kìa. Chào cô đi. Chào cơ, chào. Chào cơ, chào. Đưa 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 đi. Có đầu chào bà. Đó. Rồi bây giờ kiếm người chào. Bây giờ mọi người ơi. Em hộ với thầy chứ thầy. Ừ cũng được. Bây giờ quy định là vậy mọi người. Em sẽ phục vụ cho một người nhiều nhất là 3 phần. Nha. Nhiều nhất là 3 phần. 5 phần đi. À, 5 phần thì em cứ quà lấy luôn nha. Một người ba phần chứng. Người có ba bịch. Ủa chứng đâu ta? Chứng đâu? Đây chứng đâu? Ủa sao qua? Sao ra chí quà? Hả? Sao ra chí quà? Ừ, anh ra chí quà anh hỏi giùm em đi. Trời ơi, tao đi mua bánh tráng kêu ra chí quà, lộn rồi. Có nhiều anh á, biết tại sao tới giờ chưa lấy vợ không? Tại cái duyên ảnh không có. Có duyên quá chứ không có. Rồi. Tại vì nhiều nhiều gái theo quá không dám lấy má ơi. Đợi em tí xíu nha chị nha. Đợi chú ra không sao chị mua một phần cũng được chị. Chú chị mua cho em một phần. Để vậy á, để cô con. Em tôn trọng hết á. Không phải là mọi người mua nhiều là em tôn trọng mọi người đâu. Mọi người mua em một phần cũng được. Còn không mua lại đây chơi với em cũng được. Cứ ngồi đó uống nước. Đang chơi. Em thấy cái này mua cũng không được. Sức màng là phải mua. Tội nghiệp nha. Mọi người thấy bánh tráng lẩu, bánh tráng Trung Quốc ngon ghê không? Không phải chứ phim biên, mọi người tấn tấn về bán. Đâu? Rồi bây giờ em lấy. Em ra ngoài. Bây giờ thiếu cái gì vậy em? Thiếu xoài với cầu găm. Thiếu xoài cầu găm. Mọi người đợi gia đình đợi em tí xíu nha. Rồi mấy chú đi đây. Cái chân đen quá. Giờ phải đi lấy thêm mọi người. Phóng luôn, phóng qua hàng rào. Rồi bán lắc kìa. Rất là đông nha. Người bí ẩn nè. Thấy mặt rồi, khỏi chạy.